Dạ vâng, chào mừng quý chị đã đến với livestream của nhà sàn Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sàn Lucy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short phục vụ quý chị trong mùa hè năm nay. Đồng giá các sản phẩm sẽ là 150k và quý chị chúng ta mua 2 chiếc trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sàn Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sàn Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và các sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short với tông màu xanh cam. Em này sẽ là một sản phẩm thiết kế xương chưa đơn giản với mã sản phẩm sẽ là B488 và các thông số của sản phẩm như sau: chiều dài sản phẩm sẽ là 47, bụng sẽ là 68 này và ống sẽ là 29cm. Em này sẽ dành cho bác nào chúng ta thường mặc quần size 24 thì các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Thiết kế phần cạp của mình sẽ là cạp chun co giãn này, và những cái thiết kế cạp chun như này sẽ là những cái sản phẩm mà rất là dễ mặc dễ dùng. Và đặc biệt thì em này sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Vu. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút cái phần tem mác tag mác của thương hiệu này đó, để các bác thấy rằng là toàn bộ các sản phẩm của nhà sành Doji thì đều là hàng chính hãng hết. Và dành cho bác nào chưa biết thì sành Doji là một shop chuyên về các cái đồ si hiệu, nên là các bác chúng ta cực kỳ yên tâm tin tưởng khi mà chúng ta lựa chọn các sản phẩm của nhà sành Doji. Rồi em này thì sẽ có mã là B488 này. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải kaki dày dặn lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Bác nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Doji. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một con quần short với cái form dáng ôm này. Chất liệu của này sẽ là chất vải kaki co giãn, nên là các bác chúng ta yên tâm là mặc lên nó cũng vẫn rất là thoải mái dễ chịu cho mình. Mã sản phẩm sẽ là B489, chiều dài là 56, bụng là 64-80 và ống sẽ là 19cm. Size của em này từ 23 đến size 30 là các bác có thể mặc vừa. Và đằng sau mình có một cái tag da chính hãng này. Phía đằng trước đây thì cho quý chị chúng ta coi cái phần tem mác của thương hiệu, rất là nhiều tag mác luôn. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu H&M, một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Thụy Điển. Đây các bác có thể thấy thì rất là nhiều tag mác ở bên trong, vậy các bác có thể là check lại thoải mái này. Cái phần cạp của em này mà đằng sau sẽ là cạp chun, đằng trước thì có cúc có khóa cẩn thận cho mình và toàn bộ cúc khóa thì đều là hàng kim loại. Đó, và cái tông màu của em này sẽ là cái tông màu xanh than. Đây là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều vì nó là một cái tông màu trung tính, rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sản phẩm sẽ là B489 này. Các bác chúng ta có thể là ngắm lại một chút toàn bộ phong giá của sản phẩm và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần short tông màu đen form dáng thể thao. Mã của mình sẽ là B490, chiều dài là 55, bụng là 84 và ống sẽ là 27cm. Với sản phẩm này thì nó sẽ có size 32, đó, bác nào thường mặc size 32 yêu thích những cái sản phẩm trẻ trung năng động thì có thể là lựa cho em này. Cái sản phẩm của mình sẽ có một cái túi hộp vuông ở bên trên ấm quần này, nó có nắp và có thêm cả cái miếng dán rất là cẩn thận, các bác đựng đồ không bao giờ lo là bị rơi bị mất. Phần cạp của em này sẽ là thiết kế cạp chun co giãn, ngoài ra thì có thêm một cái dây đan chéo ở đây để cho các bác có thể điều chỉnh cái phần cạp này cho nó vừa vặn hơn với cái số đo vòng bụng của mình. Em này thì sẽ là một thiết kế đến từ nhà Billabong. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã của mình sẽ là B490, một sản phẩm quần tông màu đen, độ mới cực kỳ cao luôn. Đó, các bác chúng ta yêu thích mã này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sàn Lucy. Chất liệu bên này sẽ là chất vải mềm này, mặc lên rất là thoáng mát dễ chịu để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần kaki dày dặn này. Em này sẽ là một con quần tông màu đen. Mã của mình sẽ là B491, chiều dài là 60, bụng sẽ là 80 và ống sẽ là 22cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30, một con quần thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu đen. Đây là một trong những cái tông màu truyền thống này, các bác chúng ta có thể là phối hợp với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Và cái thông số của mình nhà sành đồ xì sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho các bác chúng ta tiện theo dõi và quý chị có thể là chủ động chúng ta lựa ra những cái sản phẩm sao cho nó thật vừa vặn với số đo cơ thể của mình. Và em này thì túi trước túi sau đầy đủ nên là các bác có thể đựng theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài, và quý chị có thể là coi kỹ một chút cái form dáng bên này, mặc lên nó sẽ hơi ôm này, nên là bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự có thể là lựa chọn sản phẩm này. Mã của mình sẽ là B491. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu xanh nhạt. Em này thì sẽ có mã là B492, chiều dài là 51, bụng là 82-98 và ống sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ size 31 đến 39 là các bác có thể mặc vừa. Đây thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Đó, tag mark các thứ là nó sẽ nằm ở phía bên trong này. Các bác về chúng ta có thể là check lại đó, tag mark sẽ là nằm ở phía bên trong. Và các bác chúng ta khi mà mua hàng tại nhà sành Doji thì quý chị chúng ta nhận hàng các bác có thể là kiểm tra hàng thoải mái luôn. Nếu như mà các bác ưng thì
các bạn chúng ta thanh toán. Còn nếu không ưng ý thì không ưng ý này, hoặc là các bạn phát hiện ra lỗi hoặc là nhầm sản phẩm, thì quý chị có thể là phản hồi lại cho nhà sản xuất gì và có thể là hoàn hàng được luôn. Nhưng mà quý chị có thể là sẽ phải trả một khoản ship nho nhỏ cho phía các anh chị shipper. Rồi em này thì sẽ là một cái sản phẩm quần thiết kế suông trơn, một cái thiết kế với cái chất vải rất là mềm mịn để quý chị chúng ta có thể sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà, cũng như là mặc đi ngủ trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Thiết kế cạp chun có giãn, mặt đằng trong này sẽ có cho quý chị là cái dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Và quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xinh mã B492. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà sành đồ xinh giới thiệu đến quý chị cũng là một bao quần tông màu xanh luôn. Em này thì cái tông màu nó sẽ đậm hơn một chút, mã B493, chiều dài là 52, bụng là 68-94 và ống sẽ là 30 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-37 là các bác có thể mặc vừa. Đây sẽ là một thiết kế quần short túi hộp này, mình sẽ có hai cái túi hộp vuông ở hai bên ống quần. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Hang Ten, đây là một thương hiệu nội địa của Hồng Kông. Đây các bác có thể thấy thì cái tên thương hiệu cũng như là logo của thương hiệu được in ở phần bên trên của túi quần, mã sẽ là B493. Em này thì cái phần túi của mình nó sẽ là thiết kế có khóa này, rất là cẩn thận, các bác đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại không bao giờ lo là bị sợ rơi bị mất. Mã sẽ là B493, độ mới thì cũng còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu ghi đậm. Em này thì sẽ là một con quần form quần gố này, mã sản phẩm sẽ là B494, chiều dài là 71, bụng là 76-100 và ống sẽ là 23 cm. Size của sản phẩm sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta thường mặc size từ 28-40, các bác là đều có thể vừa vặn với sản phẩm này, vì là cái thiết kế của em này là thiết kế cạp chun co giãn cực kỳ tốt này, nên là nó sẽ vừa vặn với đại đa số mọi người. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Puma, chúng ta có một cái logo của nhà Puma ở đây. Puma thì cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Đức. Cho quý chị chúng ta coi các cái chi tiết mặt sau của sản phẩm. Em này thì sẽ là cái chất liệu vải rất là mềm này, và nó sẽ lên form dáng cực chuẩn cho quý chị, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm, độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Và đặc biệt thì em này cũng là một cái sản phẩm với độ mới cực kỳ cao, nên là bác nào chúng ta yêu thích những cái form dáng quần gố thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này với mã là B494. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm quần kaki tông màu đen. Em này cũng là một sản phẩm quần túi hộp luôn, một con quần short rất là trẻ trung năng động và cũng rất là dễ mặc dễ dùng, vì là cái thiết kế của mình nó sẽ là thiết kế tông màu đen, cái tông màu cực kỳ truyền thống rồi. Mã sẽ là B495, chiều dài là 53, bụng là 78-96 và ống sẽ là 21 cm. Với sản phẩm này size sẽ từ 29-38 là các bác có thể mặc vừa. Quý chị có thể thấy thì cái phần cạp của này cũng là thiết kế cạp chun, nên nó sẽ là một cái sản phẩm rất là dễ mặc dễ dùng cho quý chị. Độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao này, quý chị có thể là coi kỹ một chút toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết chi tiết ở bên trên sản phẩm. Mã của mình sẽ là B495. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm cũng với tông màu đen luôn. Em này thì sẽ thiết kế đơn giản hơn một chút, với cái phần cạp của mình là cạp chun, nó lên khoảng là 5 phân cho quý anh chị. Với những cái thiết kế cạp dày dặn như này thì các bác chúng ta mặc cực kỳ chắc chắn luôn. Mã sẽ là B496, chiều dài là 49, bụng là 72-94 và ống sẽ là 30 cm. Với sản phẩm này sẽ thích hợp cho quý anh chị mặc quần size từ 26-37 là các bác có thể mặc với em này. Chất liệu kaki dày dặn này lên form dáng cực kỳ chuẩn. Em này thì sẽ làm cái chất vải không có giãn đó, các bác mặc lên form dáng đúng form chuẩn form luôn. Và cái sản phẩm của mình cũng là một thiết kế đến từ thương hiệu Vu, đây là một thương hiệu của Nhật Bản này, cho quý anh chị chúng ta coi kỹ cái tem mác tag mác được gắn ở bên trong. Và với cái tông màu đen này thì quý anh chị cũng không cần phải quá lăn tăn khi mà lựa chọn, vì đây sẽ là cái tông màu rất là dễ để cho các bác có thể là phối đồ với các cái trang phục khác nhau. Mã của mình là B496 này, độ mới rất là cao và form dáng của em này sẽ là thiết kế form suông ống rộng. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với cái tông màu xanh lim. Em này là một cái tông màu rất là đẹp luôn, bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu một chút thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã của em này thì sẽ là mã B497, chiều dài là 46 này, bụng là 74 và ống sẽ là 29 cm. Sản phẩm có size 27 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ nhà West Point. Đây là một thương hiệu của Malaysia, một cái thương hiệu chắc là quý anh chị chúng ta cũng ít khi chúng ta bắt gặp các cái sản phẩm đến từ thương hiệu này. Và cái form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form suông này, cũng là một cái sản phẩm rộng rãi thoải mái. Chất liệu của em này thì sẽ là chất vải kaki mềm, mặc lên cực kỳ thoải mái, dễ chịu cho quý anh chị luôn, và độ thấm hút mồ hôi của nó cũng rất là tốt để quý anh chị chúng ta lựa mình mặc trong cái thời tiết mùa hè năm nay.
tay. Mã của sản phẩm sẽ là mã B497, một sản phẩm chính hãng đến từ nhà West Point. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu vi sáng này. Em này thì sẽ có mã là B498, chiều dài là 49, bụng là 74-80 và ống sẽ là 25cm. Size của em này sẽ từ 27 đến size 30. Và cái sản phẩm của mình cũng đến từ nhà H&M luôn. Ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu H&M, thương hiệu đến từ Thụy Điển. Và cái sản phẩm này cũng là một thiết kế còn rất là mới này, dành cho bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì chúng ta cứ lựa cho mình những cái sản phẩm như này, mặc lên vừa thoải mái dễ chịu mà lại còn rất là trẻ trung năng động cho mình. Và cái em này thì cũng là thiết kế cạp chun co giãn, có thêm dây tai ở đây cho các bác chúng ta điều chỉnh vần cạp. Mã sẽ là B498, chất liệu của mình sẽ là chất vải mềm, đó, rất là thoáng mát dễ chịu để sử dụng trong thời tiết mùa hè năm nay. Tiếp theo sẽ là một con quần tông màu ghi. Em này thì sẽ là thiết kế phong quần ngố túi hộp này. Mã sẽ là B499, chiều dài là 72, bụng sẽ là 74-88 và ống sẽ là 25cm. Size từ 27-34 là các bác có thể mặc vừa. Thiết kế cạp chun và có cả cái phần đai khóa ở đây cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp. Và cái sản phẩm của mình ở bên trên ống quần này sẽ có những cái thiết kế chữ hình in, chất lượng in còn rất là tốt nên là các bác chúng ta yên tâm. Túi trước, túi sau đầy đủ cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Độ mới thì lại còn rất là cao. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki mềm không co giãn. Form dáng của em này sẽ là form suông ống rộng này. Mã sản phẩm sẽ là mã B499. Và đây thì sẽ là một thương hiệu, đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Bad Boy. Đây là một cái local brand đó, mã của sản phẩm sẽ là B499 này. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm tông màu nâu nhạt. Em này thì sẽ là một thiết kế quần với cái form quần ngố này và nó sẽ có hai kiểu để cho quý chị chúng ta sử dụng. Các bác có thể là mặc suông như cái phần bên này đó, hoặc là quý chị chúng ta có thể là gập một vài cái phần gấu lên. Và các bác chúng ta gập một vài cái phần gấu lên thì mặc lên nó cũng rất là ok luôn. Bác nào không muốn mặc quần quá dài thì các bác chúng ta gập gấu lên như thế này, mặc vừa mát mà nó còn vừa trẻ trung năng động cho mình. Mã sẽ là B500, chiều dài là 77, bụng là 84-92 và ống sẽ là 24cm. Size của em này thì sẽ từ 32-36 là các bác có thể mặc vừa. Đây cho các bác chúng ta coi tem mác này. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo, có một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Và mã của sản phẩm sẽ là mã B500. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Đây sẽ là một con quần tối màu với cái tông màu đen. Và em này bên trên nó sẽ là cái họa tiết kẻ caro. Đây lại gần cho các bác chúng ta coi cận chất cũng như là kỹ hơn các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Mã của em này sẽ là B501, chiều dài là 71, bụng là 72-96 và ống sẽ là 21cm, size từ 26-38 là các bác có thể mặc vừa. Một thiết kế quần và quần ngố túi hộp này, và bên trên cái phần nắp túi chúng ta có một cái phần in tên thương hiệu. Đây là một sản phẩm của nhà Converse. Đây mặt đằng sau cũng có tem mác chính hãng luôn. Converse thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Mỹ rồi, chắc là các bác chúng ta cũng đã từng nghe qua. Cái sản phẩm của mình cũng là một thiết kế cạp chun co giãn này, cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Đặc biệt là với tông màu đen thì quý chị có thể là phối hợp với tất cả các trang phục khác nhau. Đó, mã của mình sẽ là B501. Thông số thì quý chị có thể là chủ động chúng ta theo dõi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sành đồ xi đã ghim lên rất là cẩn thận cho quý chị. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một cái sản phẩm quần của nhà Outdoor. Đây là một cái sản phẩm quần hết sức là đơn giản basic này. Các bác chúng ta lựa em này mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ngủ thì sẽ rất là ok. Chất liệu của mình nó sẽ là cái kiểu chất vải gió này, rất là mềm và các bác yên tâm, những cái chất liệu như này các bác không bao giờ sợ nhăn, sợ bay, sợ xù. Đó, mã sẽ là B502, chiều dài là 67, bụng là 70-96, ống sẽ là 20cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size từ 25-38 là có thể yên tâm vừa vặn với cái sản phẩm này. Form dáng của em này thì không quá ôm cũng không quá rộng, là một cái sản phẩm rất là dễ mặc dễ dùng. Đặc biệt tông màu xanh than cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Em này thì sẽ có cho quý chị một cái túi dọc ở bên trên ống quần, và cái phần túi này nó sẽ có khóa rất là cẩn thận này, các bác có thể đựng đồ đây không lo là bị rơi bị mất. Và mã của em này sẽ là mã B502. Chúng ta cùng đến với sản phẩm mã B503, là một con quần form quần ngố túi hộp với tông màu của em này sẽ là tông màu nâu nhạt.
mã sản phẩm là B503 và chiều dài sẽ là 76, bụng là 104 và hấu sẽ là 25 cm. Sản phẩm này sẽ thích hợp cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 42 thì các bác có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, hoặc lên cũng rất là thoải mái dễ chịu luôn. Cho các bác chúng ta coi kỹ hơn cái phần cúc khóa của sản phẩm, qua kéo web này thì sẽ là cái dòng khóa IKK. Đây là một cái dòng khóa với cái độ bền rất là cao, nên là các bác chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này. Với cái sản phẩm này thì các bác chúng ta phải mặc lên trên người thì mình mới thấy rằng là đây là một cái thiết kế với cái form dáng rất là đẹp luôn. Còn treo ở trên bóc như này thì trông nó sẽ là không được lên đúng chuẩn cái form dáng của sản phẩm. Và mã của em này sẽ là mã B503 này. Bác nào thường mặc quần size 42 thì có thể lựa chọn em này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần short tông màu xanh tham. Em này thì bên trên nó sẽ có một chút cái phần họa tiết này. Quý chị có thể là coi kỹ một chút, vừa cận chất này cũng như là các cái họa tiết ở bên trên sản phẩm. Mã của em này sẽ là mã B504, chiều dài là 52, bụng là 84 và ống là 25 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 32. Rồi em này thì sẽ là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo luôn, một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản chuyên về những cái dòng hàng basic đơn giản, những cái sản phẩm mà có tính năng ứng dụng cao. Chất liệu của em này thì sẽ là cái chất vải kaki mềm không co giãn này. Quý chị chúng ta mặc lên vừa đảm bảo là chuẩn chỉnh form dáng, cái thứ hai nữa là mặc lên cũng rất là thoải mái dễ chịu, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã của mình sẽ là mã B504. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm cũng với thân màu xanh than luôn. Nhìn chung thì các cái sản phẩm này thì nó đều là những cái thiết kế cơ bản basic để các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà. Mã của em này thì sẽ là B505, chiều dài là 53, bụng là 90 và ống sẽ là 23 cm. Sản phẩm có size 36 và cho các bác chúng ta coi một chút cái phần tem mác của thương hiệu để coi em này sẽ là một sản phẩm đến từ cái thương hiệu gì. Đây em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Daiso. Đây là một thương hiệu của Ý này. Đó, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Các bác thấy thì đây sẽ là những cái tem mác rất là uy tín, chất lượng luôn. Cũng với cái tông màu xanh than là cái tông màu rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Phong dáng của em này sẽ là một cái phong tương đối là rộng rãi, thoải mái này. Nên là các bác chúng ta yên tâm được em này chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. 3B505. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu xanh rêu. Em này thì sẽ là một sản phẩm hết sức là trẻ trung năng động đây. Một con quần túi hộp, mã của mình sẽ là mã B506, chiều dài là 58, bụng là 84 và ống sẽ là 22 cm. Size của em này sẽ là size 32. Bên trên này thì chúng ta sẽ có cái phần tên thương hiệu được in ở bên trên. Đó, một cái sản phẩm quần với chất liệu kaki cũng rất là dày dặn này, nên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Và đặc biệt là nó sẽ thiết kế hai cái phần túi vuông rất là rộng rãi ở hai bên ống quần để cho các bác chúng ta có thể là đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Cái tông màu xanh thạ, cái tông màu xanh rêu này thì cũng là một trong những cái tông màu rất là trẻ trung năng động và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Mã sẽ là B506. Và sản phẩm tiếp theo cũng là một con quần tông màu xanh rêu. Em này thì cái tông màu nó sẽ đậm hơn một chút này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form vuông. Hai bên cũng là có cho quý chị là cái túi hộp. Các bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm trông nó nhẹ nhàng hơn một chút thì có thể là lựa chọn sang cái sản phẩm này. Mã B507, chiều dài là 59, bụng là 70 và ống sẽ là 26 cm. Sản phẩm này sẽ thích hợp cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 25. Đây, cho quý chị chúng ta coi tem mác của thương hiệu. Đây là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo. Đó, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này. Chất liệu của em này sẽ là chất vải kaki mềm, mặc lên cũng rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Độ mới thì còn rất là cao. Mã B507. Tiếp theo sẽ là một con quần với tông màu nâu đậm này. Các bác nào chúng ta yêu thích những cái tông màu trung tính, những cái tông tối màu thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là cái thiết kế suông chưa đơn giản, rất là dễ mặc, dễ dùng. Form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form dáng ôm với chất vải kaki có cái độ co giãn tốt như này thì các bác yên tâm là mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Mã sẽ là B508 với chiều dài là 59, bụng là 82 và ống sẽ là 24 cm. Em này sẽ dành cho bác nào chúng ta thường mặc quần size 31 thì các bác có thể lựa chọn em này. Độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao này. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm trông nó nhã nhặn lịch sự thì chúng ta lựa em này mặc sẽ rất là ok. Đó, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm cũng với tông màu nâu nhạt luôn. Em này thì sẽ có mã là B509, chiều dài là 49, bụng là 64-50, phần ống sẽ là 27 cm. Một thiết kế đến từ thương hiệu Michiko London. Cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái phần tem mác của thương hiệu này, nó sẽ là ở hơi sâu một chút nên là các bác về các bác có thể check lại thêm. Đây, tem mác chính hãng của thương hiệu, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản.
và các bạn có thể là coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm. Em này sẽ là thiết kế form suông, một cái sản phẩm quần cũng rất là thích hợp để quý chị có thể sử dụng, mình mặc hàng ngày ở nhà. Bên trên cái phần ống này sẽ có cho quý chị là một cái tên, phần tên thương hiệu được thêu ở bên trên. Mã của mình sẽ là B509. Quý chị yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Jin. Một cái sản phẩm quần trông cũng rất là trẻ trung. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế dành cho các bác nào chúng ta yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút, thì quý chị có thể là lựa cho em này. Đây là một con quần short tông màu đỏ mận với mã là B510, chiều dài là 46, vùng là 66 đến 102, ống sẽ là 27 cm, size của sản phẩm sẽ từ 24 đến 41 là các bác có thể mặc với em này. Thiết kế cạp chui co giãn và form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông, chất liệu em này sẽ là chất vải kaki mềm không co giãn này. Cái độ dày của nó rất là vừa phải thôi, vừa đảm bảo cho các bác là mặc chuẩn chỉnh form dáng. Cái thứ hai nữa là độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị có thể là mặc trong mùa hè năm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần tông màu xanh than. Cái này thì sẽ là một con quần thể thao này, một sản phẩm quần thích hợp cho quý chị chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi làm xe chạy bộ buổi sáng. Mã của mình sẽ là B511, chiều dài là 51 và phần ống sẽ là 32 cm, size của sản phẩm sẽ là size M. Với thiết kế tông màu xanh than thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng cho quý chị, một thiết kế đến từ nhà New Balance. Cho quý chị chúng ta coi cái phần tên thương hiệu được in ở bên trên ống quần. Độ mới của em này cũng còn rất là cao nên là bác nào chúng ta đang tìm kiếm các cái sản phẩm quần mềm mại với cái chất liệu mát mẻ để các bác chúng ta mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay thì có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này của nhà New Balance, mã B511. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với một thiết kế quần tông màu ghi. Em này thì phải lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái màu sắc của sản phẩm này. Có mã sẽ là B512, chiều dài là 48, bụng là 80 đến 94 và ống sẽ là 25 cm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size từ 30 đến 37 là các bác có thể là vừa mặc với em này. Thiết kế quần form dáng suông và nhìn chung thì nó sẽ là một cái sản phẩm rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta có thể là sử dụng mặc hàng ngày. Em này thì cũng là một sản phẩm đến từ nhà Gu, một thương hiệu của Nhật Bản này. Đó, tem mác đầy đủ uy tín luôn, các bác hoàn toàn yên tâm khi mà lựa chọn các sản phẩm đến từ nhà sản xuất riêng. Toàn bộ các sản phẩm thì nhà sản xuất riêng cam kết với mình là đều là hàng chính hãng hết này. Em này thì sẽ có mã là B512. Các sản phẩm ngày hôm nay sẽ sale với giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, và các bác chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm đến từ nhà Onavi. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Đó, các bác chúng ta thấy thì tên thương hiệu được in ở bên trên cặp quần. Mã của mình sẽ là B513, chiều dài sẽ là 44, bụng là 76, đùi là 29 này. Và với sản phẩm này các bác chúng ta thường mặc quần size 28 thì có thể lựa cho em này. Cái sản phẩm này chúng ta mặc lên cũng rất là trẻ trung năng động và cũng không kém phần ở nhã nhặn lịch sự, nên là các bác yên tâm chúng ta mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ra ngoài đều rất là ok. Tông màu thì rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Chất liệu của em này sẽ là chất vải kaki không có giãn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với những sản phẩm quần tông màu nâu. Em này cũng là một thiết kế quần túi hộp này, và cái phần cạp của mình sẽ là thiết kế cạp chun, mã B514, chiều dài là 51, bụng là 68 đến 96 và ống sẽ là 28 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24 đến 38 là các bác có thể mặc vừa. Chất liệu của em này sẽ là chất liệu vải mềm, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt này. Có mặc em này trong thời tiết mùa hè thì rất là thích luôn. Và cái tông màu của em này nó sẽ là cái tông màu trung tính, tông tối màu, nên là các bác cũng yên tâm là phối đồ rất là đơn giản, dễ dàng cho mình. Mã B514. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm tông màu nâu. Em này sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung đây. Mã sẽ là B515, chiều dài là 58, bụng là 80 và ống sẽ là 25 cm. Sản phẩm này sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size 30 thì các bác có thể lựa chọn em này. Cái tông màu em này rất là đẹp luôn, nên là các bác chúng ta yên tâm và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều các họa tiết ở bên trên thì các bác có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu của em này thì sẽ là chất vải kaki dày dặn không co giãn này. Form dáng sẽ là thiết kế form suông, ống không quá ôm mà cũng không quá rộng, nhìn chung sẽ là một sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã B515. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo
theo mà Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần với tông màu xanh đá. Em này thì sẽ là một sản phẩm với cái form dáng thua hình ống rất là rộng rãi thoải mái luôn. Mã của mình sẽ là B516, chiều dài sản phẩm là 55, bụng là 104-110 và ống sẽ là 29cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size từ 42-45 thì quý chị có thể là lựa cho em này. Đây là một thiết kế đến từ nhà Polo Club này. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu của Mỹ. Ở bên trên cái phần đai quần thôi thì cũng là các cái tên của thương hiệu người ta thêu ở bên trên rồi. Một cái sản phẩm rất là uy tín chất lượng. Với cái chất liệu của em này thì cũng là chất vải kaki mềm. Các bác mặc lên thoải mái dễ chịu này. Lựa em này mặc trong mùa hè năm nay thì rất là ok luôn. Mã sẽ là B516. Quý chị có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu nâu. Và cái sản phẩm của mình sẽ là thiết kế form dáng quần ngố này. Bác nào muốn mặc những cái form dài nó kiểu dài hơn một chút thì các bác có thể lựa em này. Những cái sản phẩm như thế này thì quý chị có thể là mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi rất là ok luôn. Mã của mình sẽ là B517, chiều dài là 83, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 18cm. Các bác thường mặc quần size 29 thì các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Vu, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, và các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này mặc lên sẽ hơi ôm một chút này, nên là bác nào muốn mặc những cái form dáng gọn gàng lịch sự thì lựa chọn em này sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Mã sản phẩm sẽ là B517. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm cũng với cái tông màu nâu nhạt luôn. Mã sản phẩm là B518, chiều dài là 77, bụng là 70-80, ống sẽ là 18cm. Size của em này sẽ từ 25-32 là các bác có thể mặc vừa. Em này được một cái rất là đặc biệt là ở phần gấu này, nó sẽ có cái thiết kế miếng dán như này để quý chị có thể là điều chỉnh cái độ dài, độ rộng của phần gấu này. Các bác nào muốn mặc ôm một chút là hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được luôn. Chất liệu của em này thì sẽ là chất vải kaki dày dặn, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là B518 và đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu The North Face, một thương hiệu của Mỹ. Đây các bác chúng ta có thể là coi một chút cái tem mác của sản phẩm, chắc hẳn là bác nào chúng ta cũng đã từng nghe qua cái tên của thương hiệu này rồi. Mã B518 này, một sản phẩm chính hãng của nhà The North Face, với cái tông màu cũng rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho mình có thể phối đồ. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế với tông màu xanh lam. Em này thì sẽ là một con quần túi hộp này, và các bác cũng có thể là mặc được hai kiểu luôn. Mình có thể là mặc theo kiểu ấu gấu suông hoặc là các bác có thể là sắm gấu lên cũng được. Mã của mình thì sẽ là B519, chiều dài là 74, bụng là 72-80, đùi là 28 và ống là 22cm. Size của em này sẽ từ 26-30 là các bác có thể mặc vừa. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái form dáng kiểu quần thể thao, kiểu quần trẻ trung năng động thì các bác có thể lựa cho em này với mã sản phẩm là B519. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu xanh rêu. Em này thì sẽ là một cái thiết kế rất là cơ bản, nhẹ nhàng thôi. Với mã sẽ là B520, chiều dài là 67, bụng là 72-90 và ống là 21cm. Một sản phẩm quần thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi ngủ này. Vì cái chất liệu của em này sẽ là cái chất vải mềm, có một sản phẩm không co giãn, các bác cũng có thể là giặt thoải mái, không lo là bị bay, bị nhăn, bị xù. Em này cũng là một cái sản phẩm túi hộp luôn, cũng rất là trẻ trung cho mình khi mà chúng ta sử dụng em này. Một thiết kế với cái phần cạp chun co giãn, mã sẽ là B520. Thông số các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Quý chị chúng ta yêu thích tông màu xanh rêu thì có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần với tông màu xanh than, một sản phẩm đến từ nhà Double Focus. Với mã của em này sẽ là B521, chiều dài là 67, bụng là 88 và ống là 21cm. Với sản phẩm này sẽ có size là size 34. Và quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Lucy. Đây là một cái thiết kế rất là cơ bản, basic thôi, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà lựa chọn cái này. Một cái sản phẩm thích hợp cho các bác chúng ta mặc hàng ngày, mặc ở nhà hoặc đi ra ngoài đều rất là ok. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu nâu bò này, một con quần short chất liệu kaki. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Mokkan. Đây là một thương hiệu của Pháp đó, các bác có thể là coi kỹ một chút tem mác của sản phẩm. Mã em này sẽ là B522, chiều dài là 62, bụng là 80,
82 và ống sẽ là 23 cm. Size của sản phẩm sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size 31 thì các bác có thể lựa chọn em này. Độ mới của sản phẩm còn rất là cao và nhìn chung thì cái thiết kế của mình nó sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, thích hợp cho quý chị chúng ta mặc hàng ngày, mặc ở nhà mặc đi ra ngoài đều rất là ok. Form dáng gần này sẽ là thiết kế form hơi ôm một chút nên là mặc lên nó cũng rất là gọn gàng lịch sự. Mã B522, tông màu thì trẻ trung và cũng rất là dễ phối đồ. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu đen và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ sọc. Độ mới thì cực kỳ cao luôn nên là bác nào chúng ta yêu thích những cái kiểu dáng quần như này thì lựa chọn cái sản phẩm này sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý này. Một con quần với độ mới rất là cao. Mã B523, chiều dài là 47, bụng là 70-100 và ống sẽ là 30 cm. Size của em này sẽ từ 25-40 là các bác có thể mặc vừa. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Gu. Đây tem mác nó sẽ đầy đủ ở bên trong, các bác về các bác có thể check thoải mái luôn. Chất liệu của em này sẽ là chất liệu cốt và chất liệu kaki cực kỳ dày dặn này. Form dáng rất là chuẩn chỉnh luôn nên là các bác chúng ta yên tâm. Và đặc biệt là với những cái chất liệu cao cấp như này thì các bác chúng ta có thể là giặt giũ thoải mái, không lo là bị bay, bị nhăn, bị xù. Đó mã sẽ là B523. Sản phẩm tiếp theo thì mình sẽ đến với một sản phẩm quần short tông màu nâu nhạt. Em này sẽ là một thiết kế với cái phần cạp chun co giãn, có thêm một cái dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh. Mã sản phẩm sẽ là B524, chiều dài là 55, bụng là 80-92 và ống sẽ là 30 cm. Size của sản phẩm này sẽ thích hợp cho quý chị mặc quần size từ 30-36 là các bác có thể mặc vừa. Hôm nay một thiết kế đến từ nhà Champion, đó chắc hẳn là bác nào cũng biết đến cái thương hiệu này rồi. Bên trong này chúng ta có tag mark chính hãng đến từ Champion đây, một thương hiệu của Mỹ, và mã sẽ là B524. Độ mới cũng còn rất là cao. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm phong cách tối giản nhẹ nhàng thì có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này để mình sử dụng được mặc trong mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần thiết kế họa tiết kẻ này. Em này sẽ là tông màu xanh than, mã B525, chiều dài là 47, bụng là 80 và ống sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Các bác trông nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó thực tế đó là một con quần chính hãng của nhà Nike. Có một cái sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Nike, đây là một cái thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới rồi. Nên là bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì chúng ta tranh thủ chúng ta đặt hàng. Chất liệu đảm bảo của quý chị là những cái dòng chất liệu cao cấp này, các bác nhận hàng về chúng ta rất là ưng ý luôn. Và đặc biệt là độ mới cũng còn rất là cao. Cái thiết kế kẻ thì nó sẽ là cái thiết kế rất là trẻ trung rồi. Nên là bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất mã B525. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con quần đến từ nhà Bách Năm Bờ, cũng là một cái thương hiệu của Mỹ luôn. Mã của mình sẽ là B526, chiều dài là 59 này, bụng sẽ là 84 và ống là 21 cm. Sản phẩm dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 32 thì có thể lựa chọn em này. Form dáng của sản phẩm nó sẽ hơi ôm một chút nên là bác nào mà yêu thích những cái phong cách nó gọn gàng lịch sự thì các bác lựa em này mà cũng rất là ok. Và với tông màu xanh than thì là cái tông màu trung tính này, rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Bên trên cả quần còn có cả dây đai để cho quý chị chúng ta tự do mình điều chỉnh cái phần cạp này cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã sẽ là B526 này. Các bạn yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhà sành Đồ Si xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.